Ngành công nghiệp robot hiện tại đang phát triển rất nhanh. Chúng ta tạo ra robot để hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu khoa học, sản xuất đến giao hàng hay là chăm sóc người lớn tuổi. Và mới đây thì một công ty của Anh, họ đã giới thiệu một loại robot nấu ăn như đầu bếp tự thụ, có thể chế biến được 2.000 món ăn đến từ nhiều nền ẩm thực khác nhau. Thiết bị này hứa hẹn sẽ trở thành một điểm nhấn cho xu hướng nhà thông minh trong thời gian tới. Chào quý vị, tôi là Hồng Hoa và đây là chuyên mục Ngày có gì mới trên cửa sổ công nghệ. Và hôm nay, trong thời lượng của chương trình, chúng ta sẽ cùng xem qua một loại robot đặc biệt, đó là robot biết nấu ăn. Và thiết bị này do công ty Morley Robotics tại Anh phát triển, mang lại cho người dùng một thiết bị có khả năng nấu ăn như một đầu bếp thực thụ. Thiết bị của Morley Robotics thực tế là một nhà bếp tự động thu nhỏ, trong đó bao gồm bếp, lò nướng, bồn rửa, các dụng cụ làm bếp và một cánh tay robot được lập trình để nấu ăn theo công thức. Cánh tay robot này do công ty Shadow Robot Company, đơn vị chuyên cung cấp robot cho NASA sản xuất. Với phần vai, khuỷu tay, cổ tay và ngón tay linh hoạt, nó có thể lặp lại chính xác những cử động tay của con người trong mọi công việc bếp núc. Thưa quý vị, để chứng minh rằng thiết bị tự động làm bếp nói trên có thể nấu ra những món ăn đạt chuẩn của một món ăn trong nhà hàng, thì công ty Morley Robotics đã mời Tim Addison, người chiến thắng chương trình MasterChef vua đầu bếp trên BBC, đến và huấn luyện cho robot của mình. Và thử thách đầu tiên mà robot này phải hoàn thành đó chính là nấu món súp cua theo công thức của vị bếp trưởng này. Đầu tiên, người ta cài đặt công thức món súp cua của bếp trưởng và bộ nhớ của robot. Sau đó, trong khi đầu bếp Tim Addison bắt tay vào thực hiện món ăn, thì các chuyển động và thao tác tay của ông sẽ được ghi hình lại theo định dạng 3D và chuyển thành các thuật toán. Thuật toán này sẽ lập trình cho cánh tay robot lặp lại chính xác những gì mà Tim Addison đã làm, từ đó tạo ra các món ăn giống như do chính tay vị bếp trưởng này nấu. Bếp trưởng Tim Addison cho biết, ban đầu ông không nghĩ thử nghiệm này thành công bởi lẽ món súp kem thịt cua không đơn giản, đầu bếp bình thường nấu đã khó, trong khi đây lại là một cỗ máy. Tuy nhiên, khi nếm thử món ăn mà thiết bị làm ra thì ông hoàn toàn bất ngờ và thừa nhận rằng hương vị hoàn toàn đúng với công thức của món ăn. Bếp trưởng Tim Addison nhận định, cỗ máy biết nấu ăn này là một khởi đầu quan trọng, mở ra cơ hội mới cho ngành ẩm thực. Theo công ty Morley Robotics, robot của họ có thể nấu hơn 2.000 món ăn thuộc nhiều nền ẩm thực khác nhau và sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho các bếp trưởng hay những người bận rộn không có thời gian làm bếp. Tuy nhiên, điều này phải cần thêm thời gian mới có thể thành hiện thực được, bởi lẽ thiết bị vẫn còn rất nhiều hạn chế và chỉ dừng ở mức ý tưởng. Hiện tại thì cánh tay robot trong cỗ máy này chỉ làm thành công một món ăn khi các nguyên liệu, gia vị đã được sắp xếp theo đúng trình tự. Thiết bị cũng chưa thể định vị và nhận dạng tốt nhiều loại thực phẩm khác nhau. Thưa quý vị, ý tưởng về một robot biết nấu ăn không mới. Tuy nhiên, công ty Morley Robotics là một trong những đơn vị tiên phong trong việc thương mại hóa thiết bị này. Và công ty cần từ 2-3 năm nữa để hoàn thiện sản phẩm. Và dự kiến thì vào năm 2017 hoặc là năm 2018, thì robot biết nấu ăn sẽ được ra mắt thị trường với mức giá rất cao, từ 15.000 tới 72.000 đô la Mỹ.